chương trình phá giải nhì giải mở rộng với đô Nguyễn Văn Trường Hồng Hà mang trang phục màu đỏ, gặp đô Nguyễn Văn Kề Phú Thọ mang trang phục màu xanh, mời hai đô vào giữa sới và kiểm điều trọng tài Nguyễn Đăng Hoàng. Hai đô ngồi xuống, hai đô nghe lệnh trọng tài chống xem nào. Rất tuyệt vời. Nếu không lầm thì chúng tôi không lầm thì đội này năm ngoái là hai đô đã cống hiến cho quý vị đại biểu khán giả những trận thi đấu rất tuyệt vời ở tại sân khấu này. Và hai đô bắt tay, các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Quý vị khán giả đang theo dõi trận thi đấu chương trình phá giải nhì giải mở rộng giữa hai đô Đô Trường và Đô Kề. Rồi ra ngoài sới rồi, mời hai đô vào giữa sới tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Tiếp tục trận đấu, vừa qua quý vị đại biểu quý vị khán giả theo dõi trong các tình huống đã xảy ra giữa hai đô ở trong sân sới. Phải nói rằng thôi, vâng, nếu trong thi đấu của dân tộc toàn quốc thì nếu mà một đô nào mà lùi ra sới quá nhiều lần thì sẽ bị nhắc nhở và cảnh cáo. Nhưng đặc biệt là trong thi đấu ở hội làng thì các hàng đô có thể tránh những đòn đánh, lùi chạy ra khỏi sới nhưng lại tiếp tục được vào giữa sới trong thi đấu. Nhưng trong quá trình mà hai đô thực hiện quá căng thẳng, thời gian kéo dài quá dài thì chúng tôi sẽ xét nếu như mà hàng đô nào trong quá trình thi đấu mà tích cực hơn thì hàng đô đó sẽ thắng.
trọng giới thiệu là trong luật vật dân tộc cũng như là vật tự do. Nếu trong vật tự do mà Đô mang trang phục màu đỏ sang sau như thế này thì sẽ được 2 điểm. Nhưng trong vật dân tộc thì không có điểm gì cả. Chỉ bằng một cách là nâng được đối phương khỏi mặt bàn và cho đối phương lấn lướt trang phục, nghĩa là phải lướt về người hạ bằng đồ của người hạ. Vâng, tiếp rằng là mặt thảm nó quá hẹp. Nếu mặt thảm lên đến tận diện đê thì chắc cái đô phố đỏ đã thua cuộc rồi. Vâng, 12 đô vào nữa sẽ trận đấu tiếp tục. Sau khi chờ đợi trận thi đấu phán giải nhì giữa hai thì chúng tôi xin mời ở đèo 26 giữa hai đô Văn Cường đội 5 và Văn Tá đội 6 12 đô theo chương phục vào làm nhiệm vụ thi đấu. Hiện nay đầu đèo đội 27 là đô Khắc Chiến đội 2 đã xin giữ đầu đèo 27. Chúng tôi xin mời các hàng đô vào được ban tổ chức đăng ký để phá đầu lèo, phá lèo số 27 với Khắc Chiến đội 2. Ở hàng đô trong chương trình giải 2 tại 10 phút, ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức thi đấu ở lèo số 26. Giữa đô Văn Cường của đội 5 là người nhất thắng, đô Văn Tá của đội 6 xin theo. Mời hai đô vào sớm để làm thủ tục thi đấu. Vâng, và ban tổ chức cũng xin tranh thủ thông báo là hiện nay ban tổ chức đã đăng giải vật dân tộc xã Thượng Mỗ năm 2018 của xã Lên Utopi theo quy định khán giả bước vào tiệc thay đăng. Xin mời trọng tài Nguyễn Đình Nghệ và đội tuyển Việt Nam. Hiện nay ở lèo số 27, Khắc Chiến của đội 2 đứng đầu đèo. Mời các hàng đô vào lèo số 23 là Di Tiên của đội 5 đã nhất thắng. Xin mời các hàng đô chưa có lèo vào gặp ban tổ chức để đăng ký tham gia thi đấu với Di Tiên của đội 5, Di Tiêu của đội 5 cũng như là Khắc Chiến của đội 2.
xin giới thiệu lèo số 26 Văn Cường của đội 5 ra tay chủ nhà với trang phục đỏ, gặp Văn Tá của đội 6 với trang phục xanh, điều khiển chính trọng tài Nguyễn Đình Nhật. Hai đội ngồi xuống, nghe lệnh trọng tài chống xe này. Hai đội bắt tay, các trọng tài chuẩn bị, hai đội chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Theo dõi trận thi đấu ở lèo số 26 giữa Văn Cường mang cố đỏ gặp Văn Tá mang cố xanh. Đây là những giây phút đầu của trận đấu thi đấu nhất. Còn rất sớm tiếp tục thi đấu ở trận thi đấu này. Đối với đồ cố đỏ và Văn Cường đội 5 là trận thứ 2, và đối với cố xanh là trận thi đấu thứ nhất. Nếu như ở trận thi đấu này Văn Cường của đội 5 loại được Văn Tá của đội 6 thì sẽ giành thắng trong này. Và rất tiếc, bằng kỹ thuật mở cánh, Văn Tá của đội 6 với lợi thế về thể lực đã loại Văn Cường của đội 5 ra khỏi lèo số 26. Xin mời các đội, chúng ta chưa có lèo, khẩn trương vào gặp ban tổ chức đăng ký với Văn Tá của đội 6. Mời hai đội của Sài Gòn hết sức tạm biệt. Hai đội trong chương trình giải 2 giải mở rộng Văn Trường của Hồng Hà và Văn Quyền của Tam Biệt Phúc Thọ tiếp tục thi đấu. Trọng tài đã ra tín hiệu lượt đấu bắt đầu. Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi trên sân, đây là trận thi đấu trong chương trình giải 2 giải mở rộng, giải dành riêng cho các vận động viên giữa đô Văn Trường của Hồng Hà mang cố đỏ, Văn Trường sinh ra và lớn lên tại Hồng Hà. Hai đội vào sân sớm, sinh ra và lớn lên tại Hồng Hà. Thế nhưng hiện nay thì em đang được theo tập huấn tại câu lạc bộ quân đội năm 2016-2017. Văn Trường đã giành 2 huy chương vàng của giải trẻ toàn quốc. Đã ra về sân, mời đội vào sân sớm. Cả hai đội thi đấu rất tích cực để động viên tinh thần thi đấu cho hai đội. Một lần nữa đề nghị quý vị các bạn lộn một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho hai đội. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp tục thi đấu. Sẽ phải ngậm ngùi chia tay với giải.
tư thế có lợi cho cả hai đội, cả về phòng thủ và tấn công. Rất nhẹ. Đã ra khỏi sân, về nó về sân. Hai đội rất là cân sức cân tài, cả về thể hình, thể lực cũng như là trọng lượng cơ thể. Chúng tôi đều biết thì hai đội đều tham gia tập huấn, đội trưởng, ban trưởng tham gia tập huấn tại câu lạc bộ quân đội. Còn đội ban quyền của Tam Hiệp Quốc Phòng đều tham gia tập huấn của đội tuyển quân đội. Các đội thi đấu với trình độ kỹ thuật cao và kinh nghiệm, do vậy các miễn đánh cũng như là kỹ thuật thoát hiểm, thoát bỏ rất là nhanh gọn. Chỉ một động tác ngoài người nghe về kỹ thuật thôi, các đội có thể đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm và ưu thế làm bỏ. Cả hai đội có đây. Đây thì lợi thế đang thuộc về đội văn trưởng của Hồng Hà. Văn trưởng Hồng Hà đã sẵn sàng hoàn thiện. Nếu như trong luật tập tự do thì văn trưởng đã giành chọn 2 điểm. Thế nhưng đây là vật dân tộc, vật hội lại. Do vậy muốn phân biệt thì phải đã như 1 là lấn lưng, 2 là chắn, 1, 3 là nhất học, toàn thân, nhất học thật chắn. Trận đấu tạm dừng lại, đội quân xây sửa lại trận phục. Và hiện nay theo quan sát của chúng tôi thấy rằng các đại biểu và quý vị khán giả đến xem cổ vũ rất là đông. Do vậy không phụ tấm lòng tình cảm của khán giả, chúng tôi yêu cầu hai vận động viên thi đấu hết mình và cống hiến cho đại biểu và các quý vị khán giả một trận đấu thật là tuyệt vời. Trong quá trình thi đấu nếu có những pha đẹp mắt thì rất mong quý vị đại biểu quý khán giả sẽ cho và vỗ tay để cổ vũ cho các vận động viên tham gia thi đấu. Vâng, với những người dân tộc đến đây đến. Trong thi đấu thể thao nói chung, đặc biệt là trong thi đấu vật thì các hàng đôi phải có đầy đủ các điều kiện, một là sức khỏe, sức bền, chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật, đấu pháp. Chúng tôi xin công bố kết quả ở hiệp 2 lúc 2 phút 15 giây, đội mang trang phục màu đỏ thắng 1. Xin mời các đội đã có đẹp vào gặp ban tổ chức để đăng ký trong chương trình phá giải 3 giải mở rộng với Đô Tà Tuấn của Hồng Hà, cũng như là phá giải nhì giải mở rộng đối với Văn Trường của Hồng Hà. Đồng thời các hàng đô đã có nẻo, các hàng đô của địa phương vào gặp ban tổ chức để tham gia chương trình phá giải nhì với Đô Tà Lợi của Đề Năng. Xin mời các đồng.